Trị Yên, Riverside, Nam Sài Gòn. Theo dòng phát triển đô thị, từ phía nam thành phố Hồ Chí Minh, khu kinh tế mới sẽ phát triển dọc trục đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ đến Long An, với hàng loạt công trình nổi bật như cảng quốc tế Long An, tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành, tuyến metro số 4, khu đô thị cảng Hiệp Phước. Những công trình này sẽ kéo theo sự dịch chuyển dân số, phát triển về dịch vụ, thương mại, bán lẻ cùng giá trị gia tăng không ngừng của bất động sản. Với tổng diện tích 4,09 hectare, dự án Trị Yên Riverside được phát triển bởi First Real miền Nam, hiện lên gần gũi với thiên nhiên, sở hữu diện tích lô đất đa dạng cùng các tuyến đường nội khu được đầu tư xây dựng đồng bộ. Không chỉ có những giá trị vật chất hiện hữu, các giá trị tinh thần luôn được đề cao tại Trị Yên Riverside. Trị Yên Riverside là dòng chảy êm đềm của cuộc sống, của thiên nhiên hòa quyện, của sắc trời xanh thẳm. Đơn giản mà sang trọng, nhẹ nhàng mà cuốn hút, với bàn tay và khối óc của những kiến trúc sư tài năng. Vươn mình giữa không gian xanh bao bọc, Trị Yên Riverside như một thanh âm trong trẻo chào đón cư dân tương lai hòa mình vào cuộc sống yên bình. Hòa chung với dòng chảy của tổng công ty First Real, First Real miền Nam, nơi kiến tạo những giấc mơ, nơi chung tay vì một cộng đồng bền vững và nhân ái.